Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đã đến với kênh Bóng Đá Hải Phòng. Hôm nay mình có mặt tại sân vận động Lạch Tray. Các cầu thủ đã có mặt để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu vào đầu tuần sau. Hải Phòng gặp Viettel. Trời, hôm nay nhiệt độ khá là cao. Các cầu thủ của chúng ta đang vận động trước khi tập luyện đây. Văn Toản đây, Hải Huy đây. Nặng quá. Dường như các vận động viên hôm nay, cầu thủ hôm nay sẽ có những bài vận động chủ yếu là chạy bền. Siêu nặng, khá nắng và nóng, rất là mất sức. Tâm lý của các cầu thủ rất là thoải mái sau trận đấu của ngày hôm qua. Nói chung là khép lại để mở ra một cánh cửa mới. Martin Lò đang chơi bóng này. Các cầu thủ đang chạy rất là nhiệt tình này. Đình Triệu rồi Moses, Empade, Hải Huy. Quang Nho này. Vừa chạy vừa cầm bóng này. Trong thi đấu thì cũng tránh khỏi những thiếu sót được, nên cần phải có những buổi tập luyện kỹ, chuẩn bị tốt cho những trận đấu tiếp theo. Chúng ta lại tiếp tục với bài tập của các thủ môn. Đây là một bài tập cực kỳ đòi hỏi sức bật của thủ môn nhé. Tôm, xoay. Đấy. Mở mắt ra nhìn được bóng đến với mình. Buổi chiều anh em nhặt bóng. Bây giờ thấy bóng ba quả này. Đấy. Tính ý một tí. Tập chú cứ đâu tính ý nói bắt đầu phải hiểu ngay. Mở mắt ra.
một buổi tập mà cảm thấy như là thời tiết rất là khắc nghiệt đối với các cầu thủ ạ, nắng ạ. Em hôm qua bận. Không sao anh, còn nhiều trận mà lo gì đâu. V-League nó còn dài lắm. Hà Nội nó còn thua chứ có chi là mình. Không, bình thường anh ạ. Còn nhiều dịp mà gỡ lại được mà. Còn sân nhà mình cơ mà. Hey!
cả nhà nhé. Hiện tại là buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Đại Hải Phòng đã kết thúc rồi nhé. Kết thúc vào 17 giờ 15 phút rồi. Đấy, các em đâu nghỉ ngơi rồi. Cái nắng của miền Bắc vào mùa này thì thôi cứ gọi xác định nhỉ. Nắng rát cả lưng. Các vận động viên, các cầu thủ đang nghỉ ngơi, chuẩn bị ngâm chân rồi, xông hơi.